kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe để sau đến việc tả tơi rồi tu sao kịp chiều mơi cho thành ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho dành gió mưa tu hành nhiều kẻ chẳng ưa mặc ai rèm xiểm sớm chưa chẳng màng gẫm trong thế sự trần hoàn người hung người ác tà dần cũng nhiều thương đời ta mới đánh liều mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay muốn tu còn đợi chiều mai khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư những người có của tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì sau đây nhiều chuyện ly kỳ kể sao cho siết bậy thì dân ôi đoạn giảng trên đức thầy khuyên bá tánh nếu không sớm lo làm lành niệm phật để khi gặp khổ ách giàu có muốn tu cũng chẳng kịp bởi sự tu không phải chỉ một sớm một chiều mà thành công được sống giữa thời mạt pháp may mắn gặp tránh đạo, nếu chúng sanh chẳng sớm nương theo, không khác nào loài chim gặp cành cây tốt lành, chẳng chịu đậu, ắt bị mưa bão làm nguy hại. Ở thế gian nhiều kẻ không thích việc tu, còn dùng đủ tiếng rèm pha nhạo báng, song đối với người đã quyết tâm hành đạo thì chẳng màng kể. Xét lại cõi đời không được mấy người hiền đức, phần đông là kẻ gian tà hung ác, vì lòng quá thương xót sanh linh, nên dù đời có nhiều bạc đãi, Đức Thầy cũng quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi. Ngài mong sao mọi người đều thức tỉnh tu hành, dầu nhiều ít gì cũng có kết quả. Lại có số người cũng muốn tu, nhưng cứ mãi trù trừ lần lựa, nên Ngài khuyên họ càng sớm tu càng tốt. Đối với những người giàu có, Ngài dạy nên mở lòng bố thí, giúp đỡ hạng cơ bần để gây phúc duyên về sau, nếu ai mãi, giữ bo đến lúc phong ba, gặp cơn bát lọ ẩn khó mà yên thân. Bởi sau này có nhiều biến chuyển lạ lùng, không sao tả xiết, bao nhiêu của tiền vàng bạc đã dành dụng từ trước phải bị tiêu sạch. Dầu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Tại sao chẳng cúng chè sôi? Bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè, cũng không có muốn hoa hòe lầu đài sơn phết cũng là chẳng ham ai chê khờ dại cũng cam chớ tôi cũng chẳng có ham lầu đài chữ tu hãy dán miệt mài đừng kể vắn dài đừng nệ mau lâu giáo khuyên khắp hết đâu đâu bớt điều mị dối mới hầu thấy ta đừng theo lũ quỷ lũ ma cúng kiếng nó mà nó phải ăn quen chết rồi cũng bớt cóc keng chống đờn lễ nhạc tế sen ích gì đàn nhu thầy lễ cũng kỳ mắc phải chuyện gì phủ phục bình hưng lại thêm đờn địch từng tưng đem con heo sống mà dưng làm gì chủ gia kẻ lại người quỳ làm chuyện dị kỳ giả dối hay không nếu không thì trả lời không bằng mà có dối thì hòng sửa đi từ trước đến giờ các chùa thường dùng chè xôi bánh trái cúng phật nay sắp đến ngày tận diệt Đức Thầy khuyên bá ra không nên cúng như thế nữa bởi chư Phật không hề dùng bất cứ một thức ăn nào ở thế gian. Nếu ai quan niệm rằng chư Phật còn ăn uống và cúng có lễ vật mới được chứng minh thì rất sai lầm mê tín, chẳng ham cúng kiếng trẻ sôi, Phật trời chẳng muốn điều tội ấy đâu. Ngài cũng dạy chư thiện tín lìa bỏ âm thinh sắc tướng để làm vô vi tránh đạo mới màu, chứ ngài đâu có muốn chùa lầu sơn phết mà bá tánh lo gây tạo rồi đổ thừa cho Phật. Đức Thầy luôn noi gương Đức Phật, không ham nhà cao chùa lớn, tài sắc vị danh, dù người đời có chê là khờ dại ngài cũng cam chịu. Trên đường tu mỗi người phải bền tâm kiên trí, không nên chán nản trước lộ trình xa thẳm hay công phu khó nhọc. Vì rằng, tuy xa mà tới mấy hồi ngài khuyên khắp giới tu hành hãy diệt trừ những sự trạng tà mị gian dối để thật tâm thành ý tu hành mới mong gặp thầy thấy phật bỏ hẳn sự giết các sanh vật cúng tế quỷ thần vì các hạng ăn đồ cúng kiếng của thế gian là tà thần ma mị nếu ta tin tưởng nó sẽ ăn quen và càng theo phá hại ta mãi đến như trong gia đình có người từ trần không nên rước thầy lễ, thầy cúng, bày ra chống đờn chuông mõ hay nhạc lễ rình giang. Về việc báo hiếu, đức thầy có dạy, còn hiếu sự do hồi còn sanh tiền và do sự tu hành, sự thành tâm cầu nguyện, chứ không phải có tiền rước người khác cầu nguyện mà đạt được hiếu thuận nhân nghĩa. Chỉ vọng bàn giữa nhà hay giữa trời cầu nguyện rồi im lặng đi chôn. Còn việc tế thần hoặc làm tuần, làm đám không nên sát sanh hại vật hay đem thịt sống lên bàn thờ mà cúng. Vì các vật ấy người quá vãng chẳng hề dùng được, làm thế không những vô ích mà còn gây thêm nghiệp tội cho người chết. Do đó, đức thầy khuyên mọi người nên xét rõ các việc nói trên, nếu thấy là giả dối và mê tín thì hãy mau cải sửa đi. Thương đời ta luống sầu bi, học nho cứ mãi làm thi ngạo đời dung đùi ngâm chuyện trên trời. Tình duyên cá nước vậy thời dỗ con, thấy đời ta cũng héo bon. Học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân, khoe mình chẳng có ai hơn. Nhờ làm thuốc bắc đỡ cơn túng nghèo, hiền nhân chẳng chịu làm theo. Đợi ai có bệnh túng nghèo chẳng tha, hốt thời các bảy các ba. Nó đòi năm các người ta hoảng hồn, lành bay còn ác lại tồn, đến trường lập hội xác hồn lìa xa mấy anh thầy thuốc lang xa, cũng là mổ mật người ta lấy tiền. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân. Vì thương đời nên lòng đức thầy quá xót xa, thấy nhiều người đã học đòi nho giáo mà chẳng thi hành nhân nghĩa, chỉ lo viết thơ ngâm vịnh, nhạo báng thế gian hoặc tình duyên luyến ái. Tự khoe mình tài học chẳng ai bằng, bát cơm, manh áo của họ đều nhờ nghề làm thuốc bắc chẳng cần thiết đến việc hiền nhân đạo nghĩa là gì. Hệ có bệnh nhân đem tới, bất luận nghèo hay giàu họ đều thẳng tay đập đổ. Bấy giờ, giá tiền của mỗi thang thuốc cao lắm là một cắc bảy, thế mà họ đòi tới năm cắc làm cho dân chúng phải rên xiết. Suốt đời họ chẳng làm một việc thiện, nên phúc lành đâu có, chỉ tồn lại các nghiệp tham ác mà thôi. Và những kẻ ấy, đến ngày lập hội khó mong bảo tồn tánh mạng. Đến như ngành Tây Y lại còn thâm độc hơn nữa, một số người hành nghề ấy, chẳng những họ cắt cổ lột da lại còn vơ vét tiền bạc, tận xương tủy các bệnh nhân. Thói thường, hệ trung ngôn thì nghịch nhĩ, Đức Thầy khuyên các hạng làm thuốc nói trên, chẳng nên phiền ngài, mà hãy xét kỹ lại, nên thi thố nhân nghĩa hơn là tham chứa tiền tài. Bởi tiền bạc không cứu giúp được ta, khi nghiệp quả đã mùi gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước, muốn sau được dựa ca lân. Hãy nên trao sửa hiền nhân mới là, những người quê rốt thật thà, cũng nên tu niệm nhờ mà thân sau, lập đời mới biết thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chỉ, đời xưa có ngũ vi ên kỳ, đem tài học thuốc hiến thì cho dân, người xưa còn chẳng cần thân miễn cho trong nước chúng dân được nhờ, để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thể nào. Đoạn này Đức Giáo chủ khuyên, nếu ai muốn sau này được gần đền vàng điện ngọc, thời hiện giờ hãy sớm sửa mình để trở thành hiền nhân quân tử. Những người trơn chất làm ăn, tuy là quê rốt, song nếu biết niệm tưởng Phật trời, tu thân hành đạo thì thời gian sau hoặc hậu kiếp được hưởng điều cao quý hiện giờ kẻ giữ người lành thật giả còn đang lẫn lộn nhưng đến ngày lập lại thượng ngươn nhân loại phải trải qua cuộc chọn lọc chừng ấy sẽ rõ ai cao ai thấp xưa thời ngụ đế có quý ông ngụ tử hiên viên và kỳ bá đã dốc hết tâm trí kê cứu các phương thuốc điều trị bệnh nhân các ngài chẳng mang đến sự lao tâm mệt xác hay lợi lộc miễn sao cho toàn thể dân chúng được an lành Nay đức thầy khuyên mọi người nên bình tâm suy nghĩ những lời chỉ dạy của ngài cho thấu đạt nghĩa lý, thế nào là sáng tỏ vinh quang và thế nào là mê mờ u tối. Luận xem thế sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi, bớt bỏ rình răng một khi, nếu cha mẹ chết làm y lời này, là lời truyền giáo của thầy, bông hoa cầu Phật hiệp vầy đi chôn, còn mình muốn đãi làng thôn thì là tùy ý đáp ngôn cho người, gẫm trong thế sự nực cười, chẳng lo cải sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu, muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mụ liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm dày tử bi. Sau khi luận việc cao thấp của sự đời, đức giáo chủ khuyên bá tánh trong việc tang ma không nên bày vẽ linh đình mà hãy làm theo lời khuyên dạy của ngài. Nếu trong gia đình có ông bà hoặc cha mẹ từ trần, nên vọng bàn giữa trời cầu Phật, trên bàn chỉ được dùng ba món: bông hoa, nước lã và nhang. Khi cầu nguyện xong im lặng đi chôn. Còn đối với làng xóm hãy tùy nghi mà dùng lời lẽ dạ ơn với mọi người bởi tiếng chào cao hơn cỗ. Nếu cần phải đãi đằng cơm nước thì ngài dạy, những điều nào xét ra thấy giản tiện ít lãng phí cứ làm. Thẩm xét sự đời, ngài cũng bắt buồn cười cho bá tánh, sao chẳng sớm tu sửa lòng mình cho được ngay tránh và hiếu sự phải tự mình thi hành mới đúng lẽ. Nhược bằng cứ bỏ tiền ra mướn các thầy đám tụng kinh cầu siêu, không bao giờ được kết quả. Vậy muốn cho nghiệp tội của ông bà cha mẹ mau tiêu rỗi, con cháu cần sớm giác ngộ tu hành, mỗi sáng chiều hàng thành tâm cầu nguyện. noi gương đức mục kiền liên rèn lòng từ bi, hiếu hạnh đi đến chỗ chứng đạo giải thoát. Đức thầy từng khuyến tấn, gián tu đắc đạo cứu cửu huyền, thoát trốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dày công sáng tạo, cho ta hình bóc học cơ huyền, ai ai hãy dán mà suy thương đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng, làm tuần trà rượu sình xoàng, rồi thì chửi lộn mà ăn nỗi gì, Dương Trần làm chuyện dị kỳ, tạo nhiều cảnh giả trơn thì chẳng theo, của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tế lễ bò heo làm gì? Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở lang lăng, chửi cha mắng mẹ lang sang thiếu gì? ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàng, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Vì lòng thương đời đức thầy mới phân giải rõ ràng, từ trước những đám làm tuần, người ta thường bày ra tiệc lễ linh đình, say xưa rượu thịt. Đã say, đâu còn phân biệt phải quấy, nên giữa anh em tộc họ thường xảy ra cuộc chửi mắng, ấu đả lẫn nhau, như vậy đâu ích lợi bà an ổn chút nào. Ở đời, khi có việc xảy ra người ta ít chịu nhận xét cho chính xác để làm theo chân lý. Phần đông là họ cứ bày vẽ nhiều việc lạ lùng, toàn là giả dối. Cho nên đức thầy dạy hãy bỏ tục lệ đem tiền của theo cho người quá vãng, bởi kẻ chết đã sang qua cảnh giới khác thì tiền bạc và vật thực cõi này chẳng sai được. Còn việc sát hại gà vịt bò heo lại là vô lý và tai hại hơn nữa vì làm thế người chết không dùng được mà còn mang thêm nghiệp quả vậy ai là người biết giác ngộ tu hành muốn báo hiếu cho đúng cách thì lúc cha mẹ còn sanh tiền nên cung phụng các thức ăn mặc ở cho đầy đủ thường thấy nhiều người không biết bổn phận đối với cha mẹ lại còn ăn nói nghinh ngang hộn hẩu thật là điều tội lỗi đáng trách con người khôn ngoan đạo đức lúc nào cũng vâng lời cha mẹ, việc cư xử trong gia đình, thân tộc đều biết nhân nhượng thuận hòa, khiến cha mẹ được hài lòng. Đức Thầy đã vạch rõ con đường đạo hạnh, chúng sanh nào muốn đạt đến chỗ vinh quang hạnh phúc, cứ nương theo đó tiến hành, ắt được toại nguyện. Thôi thôi bớt miệng hù nganh, ở nơi cửa khẩu thiệt dành tiếng ni, trưng bày quân tử làm chi, của đồ hổ bịt bậy thì xưng hô, lũ đàng lũ điếm hồ đồ anh hùng quân tử xưng hô rền trời. Gặp ai mắc nạn cười chơi, chớ không ra sức giúp đời điều chi. Hổ mình là bực tu mi, chưa tròn bổn phận mà ti tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặc tình bôn phi. Khuyên dân trần thế một khi, tuồng đời sắp hạ bằng ni rõ ràng. Thường thấy số người miệng hay khoe khoang lớn lối, tự cho mình là tài giỏi, là anh hùng quân tử nhưng hành động chẳng ra gì nên đức thầy khuyên họ hãy bỏ bớt tánh xấu ấy đi cũng có hạng chỉ biết rong chơi trụy lạc ăn nói hàm hồ cống cao tự đại nhưng khi gặp người lâm nạn thì họ trơ mắt ra nhìn chẳng hề có chút lương tâm ra tay giúp đỡ lại còn thỏa thích nhạo chê là khác là bực dâu mày nam tử với bổn phận không tròn họ đã chẳng biết tuổi thẹn lại còn khoe khoang tự đắc lúc đức thầy lên đường độ thế từ miền nam sang ra đất bắc ngài hằng lui tới khai truyền chánh pháp giáo hóa lê dân chuyển miền nam địa lung lay nam chung cùng bắc một tay giáo đời ngài khuyến cáo cho bá tánh rõ tuồng đời hiện tại sắp hết để chuyển sang cuộc diện mới